Rất vui được gặp lại quý bạn đọc đang cùng theo dõi bộ truyện Ma Đạo Tổ Sư trên kênh nghe đọc truyện hay của MC Bá Tiến. Và quý vị thân mến, chúng ta đang cùng theo dõi những phần nghe cấn tiếp theo của hai nhân vật chính là Lam Trạm và Ngụy Anh. Vậy có điều gì đang đợi chờ hai nhân vật chính này và diễn biến của tính cách các nhân vật sẽ thế nào? Bây giờ mời quý vị sẽ cùng theo dõi. Ma Đạo Tổ Sư Chương 27 Âm trí Ngũ Giảm đọc Bá tiến Lâm ông Cơ nói Trừ ác chớ trước đã Ngụy Vô Tiện Hai ba cái kéo ống quần lên Nói Tự ta làm được Chỉ trong một ngày Mà hàm quan quân đã nhiều lần Dùng tư thế nửa quỳ trước mặt hắn Tuy đối vương vẫn đàng hoàng trịnh trọng Thậm chí còn có chút nghiêm túc nhưng hắn thật sự không ngắm nổi bức tranh này. Vết ác chớ trải rộng toàn bộ cẳng chân, bỏ qua đầu gối, leo lên bắp đùi. Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn nói, "Trên đùi." Làm vòng cờ nghiêng đầu qua, không trả lời. Ngụy Vô Tiện nói lại lần nữa, vẫn không phản ứng, hắn khó hiểu. "Làm chạm Lúc này, Làm vòng Cơ mới quay đầu lại, dường như không biết nên nói gì. Thấy thế, trong lòng Ngụy Vô Tiện nghĩ tới mấy trò xấu chớp chớp mắt, định chọc ghẹo vài câu cho hòa nhau một ván. Bỗng nhiên, có tiếng vụn vỡ truyền từ cạnh bàn tới. Bọn họ song song đứng dậy nhìn. Chỉ thấy chén trà với ấm trà rơi vỡ đầy đất. Chiếc túi Càn Khôn Phong Ác nằm trong vũng nước trà chảy ra từ đống sứ trắng kia. Chiếc túi nhúc nhích không thôi, dường như có thứ gì đó bị nhốt bên trong, bức thiết muốn ra ngoài. Chiếc túi Càn Khôn Phong Ác này tuy chỉ lớn trong bàn tay nhưng có tác dụng làm vật chứa đồ mà hai lớp trong ngoài đều theo chú văn phức tạp cộng thêm mấy tầng phong ấn nữa làm vong cơ nhốt cánh tay kia trong túi khi nãy lấy chén trà trên bàn dằn lên nó giờ nó nóng này đụng ngã chén trà nên hai người mới nhớ tới lại chuẩn bị họp tấu nếu như không có một khúc ngắn ngồi này của bọn họ vỗ về mỗi đêm dù chiếc túi cản khôn phong ác này có năng lực chấn áp mạnh cỡ nào cũng chẳng giữ nổi cánh tay kia ngụy vô tiện thò tay mò cây sáo trúc nhưng sờ soạng mãi không thấy quay đầu nhìn hóa ra sáo trúc đã bị làm vòng cờ cầm trong tay y đưa tay vỗ lên tị trần lưới kiếm thụt lui ba tấc nắm trong tay phải như một thanh thủy thủ hết sức chuyên chú khắc gọt một chập lên trên sáo trúc lúc này mới đưa sang Nguyễn Vô Tiện vừa cầm lên, nhìn sáo trúc được y tu sửa, đến cả chi tiết nhỏ như lỗ sáo cũng được đã tinh xảo hơn nhiều. Làm vòng cờ nói: cố gắng thổi nha. Nhớ tới tiếng sáo trúc lúc trước hắn thổi thảm đến độ không dám nghe kia. Nguyễn Vô Tiện xém nữa cởi ngã xuống đất, cũng khó cho làm vòng cờ khi chịu đựng hắn lâu như thế. gió đông đã đủ, họp tấu lập tức bắt đầu. Trước đây, mỗi đêm bọn họ vừa bắt đầu họp tấu túi cản khôn phong ác sẽ yên tĩnh lại ngay gần như có hiệu lực tức thì tối nay ngụy vô Tiền không cố ý làm tẻ nhưng ai ngờ mới thổi có hai hơi cái thứ trong túi cản khôn kia đột nhiên phồng lớn gấp mấy lần dựng đứng lên ngụy vô Tiền thổi phù hư một âm nói thế quái nào nghe quen điệu giả rồi giờ thổi dễ nghe một chút nó lại không ưng sao âm luật dưới ngón lam vong cơ đột nhiên thay đổi một gạt đi xuống bảy dây đàn cùng đồng loạt rung lên phát ra tiếng ầm ầm như núi lở túi cản khôn phong ác bị tiếng đàn tức giận khiển trách ngã xuống ngay tại chỗ nguyễn vô tiền nắm chặt thời cơ thổi tiếp làm vòng cờ cũng bắt lấy nhịp lại bắt đầu quay về yên tĩnh an bình khoan thai đấu xong một lúc túi cản khôn phong ác cuối cùng cũng co lại nguyên dạng nằm yên bất động mấy ngày qua Quỷ thủ này chưa bao giờ xảy ra tình huống như vậy. Vậy mà hôm nay lại hết sức nóng này. Ngụy vua tiện cầm cái sáo vào nói, nó phản ứng mạnh này thế kia, cứ như bị thứ gì đó kích thích vậy. Làm vòng cờ nói. Hơn nữa còn là thứ gì đó trên người ngươi. Ngụy vua tiện cúi đầu nhìn bản thân mình, thứ lòi ra trên người của hắn hôm nay chỉ có thể là vết ác chớ di rời từ thân của kim lăng tới. Mà vết ác chớ trên người kim lăng lại bị dính phải hồn còn trong thạch bảo trên giấy hành lộ. Ngụy Vô Tiện nói, ý này là những bộ phận khác của cơ thể nó đang trôn trong vách tường tế đao nhường nhiếp ra kia. Sáng sớm hôm sau, hai người đồng loạt xuất phát, quay lại tế đao đường trên dãy hành lộ. Hôm qua, nhiếp hoài tàng bị bắt ngay tức thì, nguồn cơn mọi chuyện đều khai báo hết sạch. Hiện giờ triệu tập môn sinh tâm phúc trong nhà tới thu dọn đống hỗn loạn mà mấy tên xâm nhập kia để lại lúc ngụy vô tiện và lam vong cơ tới gã vừa sai người bổ khuyết đâu vào đó chôn một cái xác mới tìm suốt đêm qua và bên trong bức tường mà ngụy vô tiện đào kim lăng ra nhìn gạch trắng được xây ngay ngắn hết lớp này tới lớp kia lau mồ hôi liên tục thở ra một hơi dài nhẹ nhóm nào biết vừa quay đầu lại chân mềm nhún mặt tươi cười nói Hàm công quân, cả vị này nữa. Gã trước sau không biết nên xưng hô với cả ngụy vô tiện ra sao. Ngụy vô tiện xưa tay cười nói. Nhiếp tông chủ, xây tường hả? Nhiếp hoài tàng cầm khăn tay lo mồ hôi. Sắp sửa trả bay luôn cả một lớp da chán rồi. Vâng vâng, vâng vâng đúng rồi ạ. À. Ngụy vô tiện hết sức đồng tình mà ngượng ngùng nói. Thiệt ngại quá, có lẽ phải làm phiền ngươi rồi. Chốc nữa hắn xây lại. Diệp Hoài Tăng nói Vâng 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 Hả? Chờ chút Lời còn chưa dứt Tị Trần dài vỏ Diệp Hoài Tăng trơ mắt Nhìn đống gạch vừa đá vừa xây xong Phá dễ hơn xây Ngụy Vô Tiền dỡ gạch cực nhanh Nhanh hơn bọn họ xây lên không biết bao nhiêu lần Diệp Hoài Tăng cầm quạt run lầy bảy Lòng đầy ốt ức Làm vòng cờ lời ít ý nhiều Nói với gã vài câu Mặt gã lập tức hoàn toàn biến sắc Chỉ trời chỉ đất mà thẻ không có, tuyệt đối không có. Thi thể mà tế đo được nhà chúng tôi dùng đều đầy đủ bộ phận, tuyệt đối không có xác nam nhân nào thiếu một cánh tay cả. Ta không biết tay trái hút máu người nào hết. Việc này thật không có liên quan tới ta cả mà. Ta hoàn toàn không biết. Nếu không tin, ta sẽ cùng dỡ gạch tự chứng minh sự trong sạch của mình. Chỉ có điều dỡ ra xong nhất định phải lập tức xây trở lại ngay. Không thể dây dưa. Này chính là mộ tổ nhà ta đó có mấy tên môn sinh nhiếp ra thêm vào. Ngụy Vô Tiền liền lùi ra, ở bên chờ xem kết quả. Nửa canh giờ sau, gạch đá nơi bức tường mà Kim Lăng đã từng bị chôn kia đã được dỡ xuống hơn nửa. Trong đất bùn đen thổi, chợt lộ ra một cánh tay trắng bạch, hoặc có lẽ là một cẳng chân nổi gân xanh và cả mái tóc đen rối tung dơ bẩn. Hễ là xác nam thì đều được làm sạch qua loa, đặt nằm dưới đất. Người ở đây mang mặt nạ có, uống thuốc bí chế cũng có để đề phòng ngừa hô hấp và nhân khí gây ra biến thế. Những thi thể này có cái đã hóa thành xương trắng, có cái còn đang trong quá trình thối giữa và còn hết sức mới nữa. Môn hình vạn trạng, nhưng mà chẳng có cái nào không đầy đủ bộ phận hết cả. Cũng không phát hiện ra cái xác nam thiếu cánh tay nào. Nhiếp hoài tang dè dặt nói. dự vách bên này đã đủ chưa? Muốn giỡn nữa không? Hay là thôi đi? Đúng là đã đủ. Vết ác trớ trên người kim lăng có màu cực đậm. Nên thứ đã để lại nó phải được chôn cất rất gần cậu ta. Chắc chắn sẽ không vượt ra khỏi phạm vi bức tường này. Ngụy Vũ Tiện ngồi xổm cạnh một loại thi thể. trầm ngâm suy tư chốc lát. Lam Hồng Cơ nói. Lấy túi cản khuôn phong ác chứa tay trái ra. Để nó tự phân biệt. Trái lại cũng là một cách hay chỉ có điều mấy bộ phận thi thể khác ở cách nó quá gần khó bảo đảm sẽ không khiến nó hưng phấn dẫn tới tình hình càng nguy hiểm hơn mà nơi này lại hết sức đặc thù độ nguy hiểm tăng cao gấp mấy lần vì lẽ đó nên bọn họ mới cẩn thận chọn đến vào ban ngày ngụy vô tiện lắc lắc đầu cân nhắc lẽ nào cánh tay này không phải của nam nhân không phải tay của nam nhân Hãy nữ nhân ta vừa nhìn đã biết vậy lẽ nào chủ nhân của nó có tới ba cánh tay hắn bị suy nghĩ này của mình chọc cười bỗng nhiên lam mong cơ nói chân được y nhắc lúc này ngụy vô tiện mới nhớ tới hắn vậy mà quên mất phạm vi của ác chớ chỉ tới chân ngụy vô tiện vội nói cải quân cải quân nhiếp hoài tăng sợ hãi nói sao ngươi dám nói tới mấy lời xấu hổ này trước mặt hàm quang quân ngụy vô tiền giúp nhanh đi cởi hết quần với thi thể này ra không cần cởi xác nữ chỉ cởi xác nam nhiếp hoài tàng đáng thương không ngờ tới hôm qua mới khai báo nội tình ra hết nay lại còn phải cởi quần thi thể trước mặt tổ tiên ngay bên trong tế đao đường hơn nữa lại còn là xác nam nhân chỉ cảm thấy mai này mà xuống dưới sẽ bị liệt tổ liệt tông mỗi người tròn một bạt tay, tát đến độ kiếp sau đầu thai cũng thành một tên khuyết thiếu đủ đường mất. Không dằn được, lệ đổ đầy mặt. Mà Ngụy Vô Tiền đã đưa tay tới, lưng quần của thi thể trên đất, lại bị Lam Vong cơ chặn lại. Y nói, để ta. Ngụy Vô Tiền, ngươi muốn làm thiệt hả? Ngươi thật sự muốn làm chuyện này sao? Chân mày Lam Vong cơ dường như hơi nảy lên, nhưng đang kiểm chế cái gì đó. Y nói, người đứng đó đừng nhúc nhích. Trong mớ khiếp sợ mà hôm nay nhiếp hoài tăng đã chịu được, bây giờ chính là cái nặng nhất. Gã còn chưa dám tin, Lam Vong Cơ sẽ làm chuyện mất mặt này. Ai vậy mà Lam Vong Cơ đã đứng lên nói, tìm thôi. Mọi người vội vàng nhìn về phía mặt đất, đương nhiên là bọn họ thất vọng rồi. Hàm quang quân không cởi quần thi thể thật, y chỉ vạch kiếm lên vị trí bắp đùi của mỗi cái xác, nhẹ nhàng cắt vải ra để lộ làn da bên trong mà có quần áo chả cần phải cắt vì nó đã rách dưới sẵn rồi cái xác bên cạnh đôi ổng trắng của y kia trên vị trí ở mỗi lỗ đùi đều có một vòng dây mảnh nhỏ nhàn nhạt, nhạt, gần với màu da chỉ chít dày đặc màu da nơi phía trên vòng dây này và phía dưới vòng dây có khác biệt nho nhỏ hiển nhiên chân của thi thể này và nửa người trên của hắn không thuộc về cùng một người Hai cái chân này. Vậy mà lại do kẻ khác lấy kim khâu vào. Nhiếp hoài tàng vẫn còn chố mắt đứng nhìn. Nguyễn Vô Tiện hỏi. Thi thể nhiếp ra dùng để tế đao là do ai chọn? Nhiếp hoài tàng nói. Thường thì do gia chủ mỗi đời tự chọn và tích chữ khi còn sống. Đại ca ta đi sớm. Hắn không tích đủ. Nên ta chọn giúp hắn. Chỉ cần thi thể có ngũ quan thứ chi. Đều chỉnh tề, Ta liền đem lại. Ngoài ra ta không biết gì hết nha Ta thật sự không biết Rốt cùng là ai đã thừa nước đục thả câu chôn cái xác với hai cái chân bị khâu này vào đây Hỏi nhiếp hoài tàng tất nhiên là không thể rõ ràng rồi Ngụy vô tiền lập tức chặn ngang cái hỏi Một không biết ba không biết kia của gã Tới người cung cấp thi thể Đến bản thân nhiếp minh quyết Tất cả đều là đối tượng hoài nghi Nhiều vô số kẻ e rằng chỉ có thể tiếp tục truy tra đến tận khi tìm được các bộ phận còn lại chắp vá thi thể và hồn phách của hắn lại thì mới có thể biết được rốt cục đã có chuyện gì xảy ra Ngụy bột tiền nói vị nhân huynh này nhìn có vẻ như bị ngũ mã phân thây chỉ mong những bộ phận khác cơ thể của hắn không bị cắt rời rạc tùm lum thôi Ma Đạo Tổ Sư Chương 28 Kiểu Kiểu Giọng đọc Bá Tiến Lam Vong Cơ Một chút là bao nhiêu Nguy vô tiền Một chút là một chút Sao hả Có muốn ta cởi ra cho người xem không Chân mày Lam Vong Cơ khẽ nhúc nhích Dường như thật sự Lo hắn sẽ cởi quần áo ngay bên đường Y nói Về rồi cái Kiểu kiểu tức là sáng trong cẩn thận so sánh kiểm chứng Hai chân của cái xác nam bên trong trường này Có cùng một màu da với kinh tay chia Hơn nữa Nếu đưa chúng gần đến nhau Giữa chúng có thể xảy ra những phản ứng mãnh liệt Như muốn giáp lại vậy Nhưng không biết làm sao Vì thiếu mất bộ thân ở giữa Cơ mà về cơ bản Cũng đã có thể xác nhận Chúng nó thuộc về cùng một người Người này có thể là tiên sĩ danh môn Hoặc là ẩn sĩ nơi sơn giã ngoài việc hắn là một nam tử có thân hình cao to tứ chi thon dài thẻ phách khỏe mạnh và tu vi hết sức cao ra mấy thứ còn lại hoàn toàn không biết cái tay trái kia lại chỉ hướng kế tiếp là tây nam ngụy vô tiện và lam vong cơ đi theo chỉ dẫn của nó một mạch đến lịch dương cuối cùng ngón trỏ cũng rụt về lần nữa chung quanh đây nhất định có bộ phận còn lại của thi thể lúc thân phần chưa bị đâm thủng Ngụy Vô Tiện nhiều lần làm chuyện giả ngây giả ngô, mất mặt đáng xấu hổ. Giờ đây, hai bên đã thẳng thắn vô tư. Nhưng do ra mặt hắn xưa nay cực dày, nên vẫn làm như không có gì. Hắn ngậm miệng, không nhắc tới. Làm mông Cơ tự nhiên cũng sẽ không nói. Đôi bên vẫn như quãng thời gian khi trước, ngầm hiểu ý nhau. Vào thành, trong dòng người đi đường rộn rộn ràng ràng, Lam Mông Cơ hỏi. Về đặc trớ sao rồi? Ngụy Vô Tiện nói lúc đó kim lăng trôn quá gần huynh đệ tốt này nên oán khí nhiễm phải không ít máu ngấm vào rất đậm rồi có mở đi một chút vẫn chưa biến mất hoàn toàn đại khái là tìm đủ bộ phận thi thể hoặc chí ít tìm được phần đầu mới có thể nghĩ tới cách loại bỏ triệt để không sao cả huynh đệ tốt chính là vị nhân huynh bị ngũ mã phân thây này bởi vì không biết hắn rốt cuộc là ai tên gọi là gì Ngụy Vô Tiền bèn đề nghị dùng huynh đệ tốt để gọi thay. Sau khi Lam Vong Cơ nghe xong, lặng im một hồi, coi như đã ngầm đồng ý danh xưng này. đương nhiên, chính nghi tuyệt đối sẽ không dùng cái từ ấy. Lam Vong Cơ, một chút là bao nhiêu? Ngụy Vô Tiền, một chút là một chút. Sao hả? Có muốn ta cởi quần cho nghe xem không? Chân mày Lam Vong Cơ khẽ nhúc nhích, dường như thật sự lo hắn sẽ cởi quần áo ngay bên đường. Y nói. Về giờ cái. Ngụy Vô Tiện cười há há rồi chợt nghiêm mặt. Hàm Quang Quân, ngươi cảm thấy kẻ tha huynh đệ tốt với cả mạc gia trang để hắn đi tập kích đám Lam Tư Tri và khâu hai chân hắn vô một cái xác khác rồi vùi vào trong vách tường. Có phải của một người không? Tuy khi xưa và bây giờ trong lòng hắn đều gọi thẳng tên Lam Vong Cơ nhưng quãng thời gian trước đó ngày nào hắn cũng gọi tôn xưng của y gọi đến quen luôn rồi. Hơn nữa danh xưng này do hắn kêu lên Lại mang theo một kiểu giả giả vờ vờ đoan trang buồn cười Ngoài mặt hắn cứ nửa thật nửa giả Tiếp tục kêu như thế Làm mộng cơ nói Hai nhóm Nguy bút tiền Việc này nhìn sao cũng thấy giống nhau Hào tâm tổn sức Khâu chân vào một cái xác khác Giấu trong tưởng Rõ ràng là không muốn để tứ chi bị phát hiện Đã như vậy Thì sẽ không có chuyện cố tình còn cái tay trái này đi tập kích người của cô Tô Lam thì Nếu thế nhất định sẽ hấp dẫn sự chú ý và truy ra mất Một phí hết tâm tư để giấu kín Một khác lại ra tay liều lính như sợ người khác không phát hiện vậy Nên không phải cùng một nhóm Lời đều đã bị hắn giành hết Làm vòng cơ dường như không còn gì để nói Nhưng vẫn ở một tiếng Ngụy vô Tiện vừa đi vừa nói Người giấu chân biết truyền thống xây tế đao đường của thanh hải nhiếp thì mà người ném tay trái thì lại hết sức hiểu rõ hướng đi của cô tô lam thì e rằng lai lịch đều không hề đơn giản chuyện muốn làm rõ có lẽ càng ngày càng nhiều làm mong cơ đi được bước nào hay bước đấy ngụy vô tiền nói ngươi nhận ra ta kiểu gì vậy bọn họ người hỏi một câu ta đáp một câu liên tục trong chốc lát ngụy vô tiền vốn định nhân cơ hội này hỏi bất ngờ để dụ Lam Vong Cơ buột miệng, nói ra đáp án. Cuối cùng của vụ này thì kết quả vẫn thất bại. Tạm thời bỏ qua, lần sau lại chiến tiếp, để đổi đề tài khác. Ta chưa từng tới lịch dương, trước đó toàn là ta hỏi thăm thôi. Lần này ta muốn làm biếng, người đi nhanh ngóng đi. Lam Vong Cơ quay lưng bỏ đi, ngụy Vô Tiện nói, từ 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 từ. Hàm Quang Quân, xin hỏi ngươi, hướng đó đi đâu? Lam Vong Cơ quay đầu lại Đến tiên môn thế gia chân nữ nơi này Ngụy Vô Tiện túm tua du kiếm của y Kéo y trở về Tìm họ làm chi Đây là địa bàn của người ta Dù bọn họ có biết cũng không nói với người đâu Chuyện như vậy hoặc là sợ xấu hổ Hoặc là không muốn để người ngoài nhúng tay vào Hàm quang quân tôn quý à Không phải Ngụy Mỗ bôi nhọ người đâu Nhưng ra ngoài làm việc Người mà không có ta thì thật sự không được đâu Ngày thăm dò kiểu đó Hỏi ra được mới là chuyện lạ đây. Lời này nói đến mức độ hơi không giữ mồm miệng. Nhưng trong mắt Lam Vong Cơ đã đầy một vẻ dịu dàng, y nói. Ừ. Nguyễn Vương Tiền mềm cười. ầm cái gì mà ưm? Như vậy mà cũng ưm được à? Trong bụng lại cực lực oán thầm. Chỉ biết kêu ưm. Quả nhiên vẫn muộn. Lam Vong Cơ nói. Vẫn phải thăm dò thế nào? Nguyễn Vô Tiền chỉ về một hướng. Đương nhiên là thế đó nơi hắn chỉ là một con đường dài rộng rãi cờ hiệu gọi mời cao cao thấp thấp treo đầy hai bên đường khăn vải đỏ thắm quấn quanh mắt sáng rực mỗi một cửa tiệm đều mở rộng cửa chính mặt tiền cầm mấy vỏ đen thùi lùi tròn vo ở trong điếm ra bày biện ngoài tiệm còn có hoa kế nâng chiếc khay chứa một chén nhỏ rượu vỗ ngực tự tiến cử với người đi đường hương rượu mạnh trôi nổi đầy đường thảo nào ban nãy ngụy vô tiện càng đi càng chậm, đi tới đầu đường rồi hoàn toàn không nhúc nhích nữa. Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nói, nơi thế này hảo kế thường đều trẻ tuổi lanh lợi, biết chịu khó. Hơn nữa, khách tới mỗi ngày, nhiều người nhiều miệng, gần đó có đồn đại chuyện gì, nhất định chạy không khỏi tai mắt của họ đâu. Lam Vong Cơ ừ không phản đối, nhưng mặt lại viết đầy, chẳng có là do người muốn uống rượu thôi. Ngụy Vô Tiện cứ thế nắm tua kiếm của y mà lôi, hai mắt tỏa sáng bước vào con đường bán rượu. Lập tức có năm sáu tên hỏa kế của các quán rượu khác nhau vây lại đây. Người sau niềm nở hơn người trước. Nếm thử đi, hạ rượu ra, có tiếng vùng này đó. Công tử công tử, nếm thử cái này đi. Nếm thử không tốn tiền này, uống thì thích lần sau lại ghé tới quan tâm chuyện làm ăn của quán ta. Uống xong rồi mà ngươi còn đứng được thì tao theo họ ngươi luôn đấy. Ngụy Vô Tiện nghe xong, tiện miệng nói: "Được." Cầm lấy chén rượu của tên gia hỏa, vóc dáng thấp bé nhất mà họng to kia, ngửa đầu một ngụm, cạn veo, cười tủm tỉm, giơ cái chén trống trơn cho gã xem. "Theo họ ta hả?" Hỏa Kế ngẩng đầu lên, "Ý ta nói là uống một vò kia." Ngụy Vô Tiện: "Vậy thì cho ta ba vò." Hỏa Kế kia vui mừng quá đỗi, lao ngay về quán. Ngụy Vô Tiện nói với cả Lâm Vong Cơ: "Kinh doanh mà làm ăn trước, chuyện khác nói sau, làm nghề buôn bán, miệng dẻo là được. Hai người bước vào quán, trong quán bố trí bàn gỗ ghế để khách nghỉ ngơi tán gấu. Đám hòa kế khác ở trong thấy quần áo mặt mày làm vong cơ, đầy khí phách, liền kinh hãi nhưng gặp được người trời vậy, không dám thất lễ, ra sức lau bàn ghế, hồi lâu mới dám mời ngồi. Bên chân của Ngụy Vô Tiện đặt hai vỏ, trong tay cầm một vỏ, nói vài câu thuận tiện với hòa kế kia xong, liền ngắt sang chủ đề chính, hỏi chuyện lạ nơi đây. Tên hỏa kế kia cũng thuộc dạng nói nhiều, xoa tay nói. Chuyện lạ thế nào? Nhà ma, mộ hoang, phân thầy, đã lại vậy. Con người hỏa kế xoay tròn đảo quanh. À, các ngươi làm gì? Người nói y. Ngụy vua tiền nói, ngươi không phải, đã đoán ra rồi sao? Hòa kế sáng tỏ nói, đúng thật, đoán không chật. Hai vị chắc cũng là người của thế gia Cưỡi mây đạp gió Bay tới bay lui gì đó nhỉ Nhất là vị bên cạnh ngài này này Ta chưa từng thấy người bình thường nào mà lại mà lại như thế này cả Nguyễn vô Tiện nói Lại xinh đẹp như thế hả Hỏa kế cười ha ha Ngài nói lời hay Vị công tử ấy không vui đâu Chuyện lạ phải không Có chứ Cơ mà không phải bây giờ Tận 10 năm trước kia Ngươi đi hướng này Ra khỏi thành thêm hai ba dặm nữa sẽ thấy một tòa nhà. Nhà bình thường thôi, được xây cất rất đẹp, chính là thường trạch ấy. Tòa đó làm sao? Thảm án diệt môn đó. Hòa kế nói, ngài hỏi ta đương nhiên sẽ kiếm chuyện quái lạ nhất trong mớ quái lạ mà nói rồi. Cả nhà chết giáo, nghe nói đều bị dọa chết tươi. Nghe vậy, Lâm Vong Cơ đăm chiêu, như đang nhớ tới điều gì. Ngụy Vô Tiện lại không rảnh để ý. Cụ thể, hù chết tươi một nhà mấy mà. Át hẳn là lệ quỷ hung linh, cực tàn nhẫn khủng bố rồi. Không phải nhà nào cũng có nỗi khổ tâm bắt đắc dĩ trong lòng như Thanh Hải nhiếp thì. Thế gia tu tiên bình thường sẽ không tha thứ khi trên địa giới của mình lại xuất hiện thứ này. Hắn nói, vùng này có thế gia tu tiên chân giữ không? Có. Bọn họ ứng đối ra sao rồi? Ứng đối? Hỏa kế bắt khăn lên vai, ngồi xuống. Vị công tử này có biết, thế gia tu tiên... Trần giữ ở lịch dương hồi trước Họ gì không Họ thường đó Cái nhà chết sạch ấy Chính là nhà bọn họ Người chết cả rồi Thì còn ai sẽ ứng đối nữa Thường gia bị diệt môn Chính là thế gia tu tiền Chân giữ nơi đây Tuy ngụy vô tiền Chưa từng nghe nói tới lịch dương thường Thị nào đó Này chắc chắn không phải tiên môn vọng tộc nào Nhưng cả một gia tộc huyền môn bị giết Tuyệt đối không phải chuyện nhỏ nhặt Mà là chuyện lớn khiến người ta nghe kinh hãi hắn truy hỏi tiếp nhà họ thường bị diệt môn thế nào hỏa kê nói ta cũng nghe nói lại thôi thường ra kia ấy vào một buổi tối nọ bỗng có tiếng đập cửa truyền từ bên ngoài bọn họ vào Nguyễn vô tiền tiếng đập cửa đúng đập cửa vang rung trời luôn ở trong loạn tiếng tiêu khóc kia hệt như tất cả mọi người đều bị giam bên trong không ra ngoài được này rất quái đúng không cửa được cài thêm bên trong Ngươi mà là người bên trong muốn ra ngoài Tự mở cửa ra không được hay sao Mà phải đập cửa Ngươi cứ đập cửa Người ngoài cũng hết cách thôi Hơn nữa Cửa không mở được Chẳng lẽ Ngươi không biết trèo tường à Trong đầu người Ở ngoài lén nút tự nhủ Nơi đây ai cũng biết Thường ra Là gia tộc tu tiên ghê gớm của vùng này Gia chủ nhà họ Hình như tên thường bình ấy nhỉ Hắn có một thanh kiếm biết bay Đứng trên đó bay được luôn Nếu mà ở trong xảy ra chuyện thì đến cả nhà hắn cũng chẳng ngánh nổi. Thì những dân chúng bình thường kia tụ tập lại đó không phải muốn tìm chết hay sao. Bởi vậy nên không có ai bắc thang hay leo tường vào trong đó coi thực cả. Cứ thế qua một tối, tiếng gào khóc bên trong ngày càng nhỏ dần. Sáng hôm sau, mặt trời cửa ló ra, cửa lớn của thường gia tự động mở ra. Nguyên một nhà mấy mấy người chủ, hơn 50 gia phó cả nam đất nữ, ngồi có, nằm có, miệng trào nước mặt Tất cả đều bị dọa chết tươi Ông chủ quán rượu quay đầu lại mắng Người muốn chết hả? Không lo làm việc đi Ở đó mà nói tới cái chuyện chết 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 năm xưa cái gì Ngụy vô tiện nói Lấy thêm 5 vò làm ông Cơ trả tiền 10 vò Ông chủ liền vui vẻ ra mặt Căn dặn hỏa kế Cố gắng tiếp khách nha Đừng có chạy lung tung đây Ngụy vô tiện Người tiếp đi Hỏa kế không còn nỗi lo về sau nữa Bày hết bản lĩnh toàn thân ra nói Từ đó về sau trong một quãng thời gian hễ người đi đường bước ngoang thường trạch gần đấy vào ban đêm đều nghe thấy tiếng đập cửa bên trong truyền ra người nghĩ thử coi người tu tiên cưỡi mây đạp gió đánh yêu quái như họ quỷ quái yêu ma gì đó đều nhìn quen quả rồi vậy mà bọn họ còn bị dọa chết tươi vậy thì thứ đó đáng sợ đến cỡ nào chứ đi đêm nhiều có ngày gặp ma đến cả khi chôn rồi còn có thể nghe thấy tiếng đập hòm đùng đùng ở nghĩa trang nữa cơ cũng chỉ có chủ nhân của thường bình nhà họ Ra ngoài chưa về mới tạm tránh được một kiếp thôi Ngụy vô tiện chú ý nghe từng câu một Câu nào câu nấy đều nhớ rõ Lập tức nói Mà khoan Nếu không phải nói là cả nhà chết hết sao Ma đạo tổ sư Trương 29 Kiểu kiểu, nhị Hòa kế nói Đúng là chết hết Ta nói tránh được một kiếp Cũng chỉ là tạm thời thôi chưa tới vài năm Người chủ thương binh kia Với mấy người hắn mang theo lúc ra ngoài Vẫn chết Lần này chết còn đáng sợ hơn nữa Là bị người ta dùng kiếm lăng trì đến chết Lăng trì là cái chết ra sao hả Là cầm dao cầm kiếm Xẻo từng nhát Từng nhát trên cơ thể ấy Mãi đến khi tận khi Thịt bị cắt xuống hết chỉ còn lại xương thôi Đương nhiên Ngụy Vô Tiện không thể nào không biết lăng trì là gì nếu muốn viết ra một quyển tên ngàn cách chết thảm, không có ai có tư cách viết nó hơn hắn. Nhật Tài nói, ta hiểu rồi, vì hình đài này, không có biết vì sao mà thương gia kia lại bị diệt môn không. Hỏa kế, ta nghe nói là bởi vì đắc tội, người không nên đắc tội, bị cố tình xử lý. Nhất định là vậy, không phải vậy thì tại sao một đám người sống sờ sờ ra đó, còn là người tu tiên nữa chứ, lại trốn không thoát. Chắc chắn đã bị thứ gì hoặc là người nào đó nhốt ở trong rồi Ông chủ quán rượu rất sợ bọn họ tán gẫu không được vui Bèn đưa hai đĩa nhậu phộng ra với hàn dưa nhỏ tới Ngụy vô tiền gật đầu cảm ơn hỏi tiếp Có tra ra được thứ đó là gì hoặc người là ai không? Hỏa kế ha ha nói Công tử nói lời này chẳng phải chơi cười rồi sao Chuyện của mấy đại gia bay tới bay lui trên trời kia Phường lăn lộn kiếm sống qua ngày như chúng tôi nào có rõ ràng Lẽ ra đều cũng là người tu tiên các ngài Phải hiểu rõ hơn ta chứ Ta chỉ nghe loáng thoáng thôi Dường như đắc tội người không nên đắc tội Dù sao thì từ đó về sau Không còn ai trông coi yêu ma quỷ quái Ở vùng đất lịch dương này nữa Người không nên đắc tội Đúng đúng Hỏa kế nhai vài hạt đậu phộng Ân ân oán oán của các môn phái thế gia Gì đó phức tạp quá nhỉ Ta nghĩ Thường ra nhất định là bị tu tiên bên ngoài trả thù giết người đoạt bảo không phải chuyện bình thường hay sao mấy tên kể chuyện với trong chuyện truyền kỳ diễn ra đều viết như vậy mà cơ mà tuy ta không rõ cụ thể là ai nhưng hình như có liên quan tới một đại ma đầu rất nổi tiếng ngụy vua tiện cười nâng chén đến bên môi ta đoán ngươi định nói tới không biết đại ma đầu này là ai chứ họa kế vui vẻ ngài chật rồi này thì ta biết hình như tên là di á di lăng à di lăng lão tổ ngụy vô tiện sặc một phát ỏng ọc phì ra một ngụm bong bóng chén rượu gì chứ lại là hắn hỏa kế quả quyết đúng không sai họ ngụy hình như là ngụy vô tiện gì đó nhắc tới hắn thì giọng điệu đều vừa giận vừa sợ ngụy vô tiện suy từ mái tin chắc hai điểm một là khi hắn còn sống chưa tới lịch dương bao giờ hai trong tất cả người hắn biết và người hắn giết không hề có ai bị hắn lăng chỉ tới chết cả. Hắn cảm thấy vô lý, quay đầu nhìn Lam Vong Cơ như muốn tìm ở y một lời giải thích. Lam Vong Cơ cho cái nhìn này của hắn nãy giờ, y nói, đi. Coi vẻ mặt, mới Vũ Tiện hiểu rõ hiểu ra. Lam Vong Cơ có lời muốn nói, nhưng không tiện khi nói trước mặt người khác ngay quán rượu này. Hắn đứng dậy. Vậy trước khi đi, tính, tính tiền đúng không? Tiểu huynh đệ, Chỗ rượu bọn này mua để tạm chỗ ngươi nha Khi nào về lại uống tiếp Hắn nửa đùa nửa thật nói Đừng có ăn giật đấy nha Hỏa kế đã ăn hơn nửa đĩa đỗ phộng rồi Sao có thể chứ Quán đầy không dối trên lửa dưới Ngài cứ yên tâm để ở đây Không thấy các người về Chúng tôi sẽ không đóng cửa quán Ờ hai vị công tử có phải định tiến về Thường trạch bây giờ không Wow thiệt là lợi hại mà Ta là người địa phương mà còn chưa từng tới đây này chỉ dám đứng ở chỗ xa xa lén nút trông vào thôi hai vị định đi vào luôn hả các người định làm gì thế Quý bôn tiền nói tôi này cũng chỉ đứng xa xa lén nút trông vào thôi hòa kế nhỏ này tính tình hoạt bát hết sức dễ thân nói một hồi lên chẳng coi hắn như người ngoài nữa sán lại khoác vài ngụy vô tiền hai vị đây sao phải vất vả thế kiếm được nhiều không chắc là nhiều lắm nhỉ vẻ vang như này hắn lầm bầm lại nhải bỗng nhiên ngậm miệng lại kinh hãi nhìn về phía bên kia nhỏ giọng nói công tử vì bên cạnh ngài kia lườm ta chi vậy ngụy vua tiền nhìn theo tầm mắt hỏa kế vừa khéo trông thấy làm vòng cờ quay đầu đứng dậy đi ra khỏi quán rượu hắn nói à y hả nhà dạy nghiêm từ bé không thích thấy ai khoác vai bá cổ ngay trước mặt ý đó mà có gì lạ đâu hỏa kế hậm hực xoay tay khe khe nói quái Nhìn đến mắt y kìa, hết những người ta khoác vai báo cổ là vợ vậy đó. Lấy nhĩ lực của Lam Vong Cơ, làm gì có vụ chỉ cần nói nhỏ là không nghe được. Ngụy Vô Tiện nín cười mém nội thương, vội nói với cả Hòa Kế. Ta uống hết một vò rồi. Hòa Kế, hả? Ngụy Vô Tiện chỉ vào bình. Đứng. Lúc này Hòa Kế mới nhớ ra mình có nói. Uống xong mà còn đứng được, ta sẽ theo họ nhà ngươi. Vội nói ờ ờ ờ này hạ lợi hại không phải ta thổi phòng đâu mà đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy người uống hết một vò rồi mà vẫn còn đứng vững vững vàng nữa mà lưỡi cũng không thắt lại đó công tử ngài họ gì ngụy vô Tiền ta nghĩ nghĩ rồi nhớ tới ngụy vô tiền mà tên hỏa kế này nói lúc nãy khóe miệng giật giật ung dung nói họ lam hỏa kế này cũng là tên mặt dày lớn tiếng nói mà mặt mày không thay đổi được từ giờ trở đi ta sẽ họ làm bóng lưng của lam vong cơ dưới khăn rượu đỏ thắm dường như thoáng loạng choạng ngụy vô tiện mặt đầy ý cười xấu xa chắp tay đi tới vô bố vai để cảm ơn chân tình trả tiền của hàm quang quân ta đã để hắn theo họ người đấy ra khỏi thành hai người đi đến phương hướng mà họa kế kia đã chỉ người đi đường ít dần đi cây cối nhiều lên Ngụy Vô Tiện nói, sao ban nãy không cho ta hỏi tiếp? Lâm Vong Cơ nói, bỗng dưng nhớ tới việc của lịch dương thường thị ta có nghe nói nên không cần hỏi nữa. Ngụy Vô Tiện, trước khi ngươi nói ta muốn hỏi một câu, cái vụ diệt môn thường gia kia, đừng nói là ta làm đấy nhé. Hắn đâu đến nỗi tới giận cả giết nhà mà người ta lại còn không nhớ rõ chứ. Rất may, Lâm Vong Cơ nói, không phải. Vậy thì chỉ là lời truyền miệng, nghe nhầm nên đồn bậy rồi. Ngụy Vô Tiện cảm thấy hơi sầu, như lại trở về quãng thời gian bị người ta hô đánh. Những tháng ngày sống không bằng con chuột nơi cống ngầm, chuyện xấu gì cũng có thể tính hắn vào trong, ụp lên đầu hắn nguyên một bồn phân. Cháu của cụ ông láng giềng không ăn cơm sụt đi hai cân cũng nói do bị chuyện di lăng náo tổ xui khiến quỷ tướng quấn giết người mà dọa cho gầy đi, không hề nói quá. Ai ngờ Lam Vong Cơ lại nói tiếp Không phải do ngươi giết Nhưng có liên quan tới ngươi Ngụy Vô Tiện, Liên quan chỗ nào Lam Vong Cơ nói Có hai liên quan Đầu tiên Nhân vật dính dáng trong chuyện này Có ngọn nguồn khá sâu Với mẹ ngươi Bước chân Ngụy Vô Tiện dừng lại Hắn không biết lòng mình đang ra sao Trên mặt lại là vẻ gì Ngập ngừng nói Mẹ ta Ngụy Vô Tiện chính là con trai của Vân Du Đạo Nhân Tảng Sắc Tán Nhân và gia phó của Vân Mộng Giang Thị, Ngụy Trường Trạch. Vợ chồng Giang Phong Miên đều có quen biết với cha mẹ hắn, nhưng Giang Phong Miên rất ít khi nói tới người bạn cũ ấy. Phu nhân của Giang Phong Miên là Ngu Tử Diên, lại càng chưa bao giờ hòa thuận nói chuyện này với hắn, không quất hắn mấy roi, bảo hắn cút ra ngoài quỳ gối. Cách Giang Trừng xa một chút đã là tốt lắm rồi. Có không ít chuyện của cha mẹ đều là người ngoài nói cho hắn biết việc hắn biết thật ra không nhiều hơn người ngoài bao nhiêu. La Vong Cơ cũng ngừng lại, xoay người nhìn thẳng vào hắn. Người có nghe nói tới cái tên Hiểu Tinh Trần chưa? Chưa từng. Chưa từng là đúng. Người này xuống núi thành danh vào 12 năm trước, bây giờ cũng không ai nhắc tới. 12 năm trước, đúng là sau một năm, ngày vây quét di lăng loạn tán cương, vừa khéo bỏ lỡ. Thảo nào khi hắn còn sống chưa từng nghe tới cái tên này. Ngụy Vô Tiện hỏi, núi là núi nào, kế tục ai? Là vòng cờ nói, núi thì không biết núi nào, kế tục đạo môn, hiểu tinh trần chính là học trò của Bão Sơn Tán Nhân. Ngụy Vô Tiện thế mới biết, tại sao lại nói người này có ngọn nguồn khá sâu với mẹ hắn. Tảng sắc Tán Nhân cũng là học trò của Bão Sơn Tán Nhân. Hắn nói, như vậy thì vị hiểu tinh trần này coi như là sư thúc của ta vị báo sơn tán nhân này là thế ngoại ẩn đạo nghe đâu là tu sĩ xuất đạo cùng thời với cả ôn mão lam an lúc ấy lấy ôn mão dẫn đầu làm gia tộc hưng thịnh mà môn phái suy tàn các thế lực tu tiên dùng quan hệ huyết thống làm ràng buộc vụt lên khỏi đất như măng mọc sau mưa vậy phàm là tu sĩ hơi có danh tiếng không một ai không khai tông lập tổ mà vị cao nhân này lại lựa chọn vào núi quy ẩn đạo hiệu Báo Sơn báo đây là ngọn núi nào lại không ai biết nói đi nói lại chính bởi vì không ai biết cho nên mới gọi là quy ẩn nếu đã quy ẩn mà còn có thể dễ dàng tìm tới vậy thì không gọi là quy ẩn mà chỉ là làm màu thôi nhân vật phong vân đồng lứa kia hôm nay đã sớm hồn tiêu thân tán chỉ có báo Sơn tán nhân nghe đồn đến nay vẫn chưa tưởng ngã xuống nếu quả thật như vậy thì phải đến tận mấy trăm tuổi đủ thấy tu vì cao cớ nào. Vì tiền bối này ẩn cư trên ngọn Tiên Sơn không biết tên, thường nhận nuôi một số đứa trẻ bơ vơ, không nơi nương tựa làm đồ đệ. Nhưng tất cả đồ đệ đều phải lập lời thề, đời này nhất định phải chuyên tâm tu đạo, tuyệt không xuống núi. Nếu như rời núi dù là bất kỳ lý do gì, từ đây tuyệt không thể trở về, tự lực cánh sinh, lăn lộn trong cõi trần không còn quan hệ nữa. Người đời đều nói. Bảo Sơn Tán Nhân không hồ là cao nhân đắc đảo Lập quy củ này thật sự rất có tính toán Bởi vì mấy trăm năm qua Bà chỉ có ba người đồ đệ xuống núi Duyên Linh Đạo Nhân Tảng Sắc Tán Nhân Hiểu Tinh Trần Mà ba người đồ đệ này không có ai được chết tử tế Số phận của hai người đồ đệ trước Lúc bé ngụy Vô Tiện đã biết rõ Không cần nghe nữa Thế là Lam Vong Cơ liền lời ít mà ý nhiều Nó cho hắn nghe câu chuyện về vị cuối cùng Lúc Hiểu Tinh Trần xuống núi, hắn mới có 17 tuổi. Tuy là mong cơ vẫn chưa gặp hắn, nhưng từng nghe nói tới phong thái của hắn từ trong miệng người ngoài. Khi đó cuộc chinh phạt xạ Nhật mới vừa kết thúc được vài năm. Danh tiếng của trận vây quét Di Lăng toàn hắn cương vừa trôi qua. Các gia tộc lớn hoành hành, mời chào nhân tài khắp nơi để mình sử dụng. Hiểu Tinh Trần lòng mang suy nghĩ cứu thế xuống núi, từ chất xuất sắc, sư xuất cao nhân hiển nhiên săn đêm lấn đầu đã nhất chiến thành danh một đuôi phất trần một thanh trường kiếm một mình xuống núi vượt lên dẫn đầu chúng ra thấy đạo nhân trẻ tuổi này phong thái trấn tĩnh tu vi xuất sắc rất đỗi vừa ý dồn dập đưa ra lời mời hiểu tinh trần lại khéo léo từ chối nói rõ rằng không muốn phụ thuộc vào bất cứ thế gia nào nhưng lại một lòng muốn cùng người bạn tri kỷ thâm giao thành lập một thế gia không giống như họ không coi huyết thống là cái trội của môn phái. người này tính như bồ vi, tâm như đá tảng, ngoài mềm trong cứng, lại giữ thân trong sạch. một khi có việc gì hóc búa hoặc khó giải quyết, đầu vừa động não đã nghĩ ngay tới cần hắn giúp đỡ rồi, mà hắn cũng chưa bao giờ khước từ. lúc ấy hướng gió đánh giá cực tốt, án diệt môn thường ra xảy ra chính vào lúc đó. Ma đạo tổ sư chương 30 Kiểu kiểu Tam Giọng đọc Bá tiến Thường thường dẫn theo vài người nhà Ra ngoài săn đêm hơn nửa tháng Bóng nhận được tin dư hứa của nhà Ngay trên đường Vội vàng chạy trở về Bị thương qua đi Chỉ tra được nhà hắn bị kẻ ác Phá bỏ trận pháp Thả một bầy ác linh hung tàn vào trong Trừ điều này ra đầu óc rối bời không cửa truy tung một thế gia tu tiên tung hoành lại gặp phải thảm họa bậc này tu chân giới ồn ào xôn xao đương nhiên hiểu tinh trần sẽ chẳng ngồi yên không để ý đến hắn chủ động ưng thuận việc này tìm kiếm chân tướng giúp thường bình một tháng sau cuối cùng cũng tra ra hung thủ diệt môn hung thủ tên là tiết dương tiết dương kia tuổi còn nhỏ hơn cả hiểu tinh trần tuyệt đối chỉ là một thiếu niên Xong cái xấu xa chắc chắn sẽ không vì tuổi nhỏ mà vơi bớt đi được Bắt đầu từ năm 15 tuổi Tiết Dương đã là đại lưu manh lăn lộn có tiếng xa gần Với cả một vùng quỷ châu Nụ cười đáng yêu, thủ đoạn ác độc, tính tình tàn nhẫn. Ai nấy ở Quỳ Châu vừa nghe thấy đã biến sắc rồi. Lúc còn trẻ, hắn lưu lạc đầu đường, dường như còn từng có chút hiềm khích với phụ thân của Thường Bình chút hiểm khích ấy Hắn nhớ tận mấy năm sau Vụ thảm án này có một nửa nguyên do Là vì hắn trả thù Sau khi điều tra rõ chân tướng Hiểu tinh trần ngang qua ba tỉnh Bắt được Tiết Dương Còn đang đắc ý ung dung Thừa dịp lang căng kim thị tổ chức thanh đàm thị Ở hội tiên phủ kim lân đài Các gia tộc lớn ở đây Luận đạo vấn đáp Túm hắn đưa ra trước công chúng Nói giá đầu đuôi Yêu cầu nghiêm chỉ Hắn liệt kê chứng cứ rõ ràng Tuyệt đại đa số gia tộc Đều không ai dị nghỉ Chỉ có một nhà cực lực phản đối Đó là Lan Lăng Kim Thị Ngụy Vô Tiện nói Phản đối dưới cục diện như thế Có thể coi là coi trời bằng vung Chẳng lẽ Tiết Dương này Là người tâm phúc của Kim Quang Thiện Lan Vong Cơ gật đầu Khách Khanh Ngụy Vô Tiện nói Hắn là Khách Khanh Năm đó Lan Lăng Kim Thị đã đứng trong tứ đại gia tộc rồi nhỉ sao lại phải mời một tên lưu manh còn trẻ làm khách khánh? Làm một cờ nói, đấy chính là cái liên quan thứ hai. Y nhìn chằm chằm vào hai mắt ngụy Vô Tiền, chậm rãi nói, bởi vì âm hổ phù. Ba chứ âm hổ phù này, hắn tuyệt không xa lạ gì, trái lại không có ai quen thuộc hơn hắn. Đấy là thứ đáng sợ nhất trong số những pháp bảo hắn luyện ra khi còn sống, đồng thời cũng là thứ mà ai ai cũng muốn có được nhất như ý nghĩa tác dụng của hổ phù là làm hiệu lệnh kẻ được hổ phù này có thể nắm trong tay hiệu lệnh thi quỷ hung linh bắt nó nghe lệnh trước lúc ngụy vô tiện tạo ra nó cũng không suy nghĩ nhiều lắm lấy nguyên thần để điều khiển thi khôi và ác linh dù sao cũng sẽ có lúc mệt mỏi hắn nhớ tới khối thiết tinh hiếm thấy mà mình tình cờ có được trong bụng một con yêu thú bèn đem nó ra luyện đúc đúc thành một miếng hổ phù nhưng sau khi đúc thành hồ phù, chỉ sử dụng được một lần, Nguyên Vũ Tiền đã nhận ra gai go rồi. Uy lực của âm hồ phù còn mạnh mẽ và đáng sợ hơn mong đợi của hắn trước đó. Hắn vụn định để nó mang tác dụng phụ trợ. Ai ngờ uy lực lại triệt để vượt lên trên người chế tạo hắn. Hơn nữa, vật này không cách nào nhận chủ. Nói cách khác, chỉ cần có người đạt được nó, chẳng cần biết người này là ai, là thiện hay ác, là thù hay bạn, ở trên tay ai, nó sẽ để người đó sử dụng. Họa đã đúc thành. Ngụy Vô Tiền vốn định tiêu hủy nó. Nhưng khi đó, hắn đang đứng trong cảnh ngộ, người người chém giết. Âm hồ phù có uy lực, uy hiếp rất lớn. Cầm pháp bảo này, người ngoài không dám tùy tiện động vào hắn. Ngụy Vô Tiền bèn tạm thời giữ nó lại. Cơ mà lại chia hồ phù ra làm hai. Để chỉ khi nó học lại thành một, mới có thể phát đi tác dụng. Hơn nữa, tuyệt không dễ sử dụng. Hắn chỉ dùng tổng cộng hai lần, lần nào cũng đều máu chảy thành sông. Sau lần sử dụng thứ hai, hắn liền phá hủy một nửa hổ phù. Hổ phù đúc thành không dễ, phá hủy cũng khó. Trong quá trình, hắn vẫn đang tiêu hủy nửa kia. Trận đại vây quét, loạn tán cương đã tới rồi. Chuyện sau đó, hắn có muốn nhúng tay cũng không được. Dù thế ra cướp được nó, ngày ngày dâng cúng đốt nhang quỳ lại. Nhưng với một nửa âm hổ phù thì chỉ là một khối sắt vụn mà thôi, thế nhưng lam vong cơ lại nói hắn tiết dương này dường như có thể ghép lại nửa kia của âm hồ phù tiết dương tuổi trẻ nhưng cực kỳ thông minh cũng là một kẻ hết sức tả khí đi trên con đường khác thường lan năng kim thị phát hiện hắn vậy mà có thể dựa vào một nửa hồ phù còn lại chắp vá sơ sơ ra nửa kia tuy không thể sử dụng lâu dài uy lực cũng không kinh người như bản gốc nhưng đã là thứ người thường không thể đạt tới rồi Ngụy Vô Tiện hiểu ra, Kim Quang Thiện muốn cầu Tiết Dương phục hồi miếng âm hủ phù hoàn chỉnh như cũ cho bọn họ, tất nhiên sẽ muốn che chở hắn. Thậm chí, Tiết Dương diệt thường thì, một nửa là vì trả thù hiềm khích bị ức hiếp hồi còn thiếu niên, nửa còn lại là hắn lấy mạng sống của cả một nhà đó để thí nghiệm. Âm hủ phù mà hắn đang phục hồi này, uy lực rút cuộc ra sao? Thảo nào, tin đồn đều nói có liên quan tới hắn, ngụy vô tiện gần như có thể tưởng tượng ra những tu sĩ kia nghiến răng nghiến lợi thế nào cái tên ngụy vô tiện này nếu như hắn không làm ra thứ đó nhân gian sẽ không gặp phải tai họa nhiều đến vậy luyện ra pháp bảo quá lợi hại lại nhảy trách hắn không hủy cho xong nửa còn lại trước hết lại nhảy trách hắn lan lăng kim thị muốn phục hồi âm hồ phù như cũ cũng lại nhảy trách hắn nói tiếp việc ban đầu Tuy Lan Năng Kim Thị một lòng bao che Tiết Dương, nhưng hiểu tinh trần lại mềm không được, cứng cũng chẳng xong. Hai bên giảng co không nhả, cuối cùng cũng kinh động tới Xích Phong Tôn, Nhiếp Minh Quyết vẫn chưa tham dự thanh đàm thịnh hội lần này. Dẫn hắn tới từ nơi khác, bay tới Kim Lân Đài, vội tới ra mặt. Tuy Nhiếp Minh Quyết là hậu bối của Kim Quang thiện nhưng hắn làm người nghiêm khắc, tuyệt không cho phép nhẫn nhịn, tuyệt không nuông chiều. Quả Kim Quang Thiện đến cực bẽ mặt, ngượng ngập không nói năng gì. Hắn tính tình hung hăng, định rút dao chém chết Tiết Dương ngay tại chỗ. Đến cả nghĩa đệ, liếm phương tôn kim quang dao, tiến lên giảng hòa cũng bị quát cút ngay. Nhiếp Minh Quyết tạo áp lực, lan lăng kim thị hết cách, chỉ đành lùi lại một bước. Tiết Dương nhặt về được một mảng, không bị giết, nhưng bị phải nhốt vào địa lao, trọn đời không thả. Sau khi bị hiểu tinh trần túm lên kim lân đài, Tiết Dương vẫn không hề sợ hãi. Đau của nhiếp minh quyết ép đến sát cổ, vẫn còn cười hì hì. Trước lúc vào địa lao, hắn rất là thân thiết với cả hiểu tinh trần. Đạo trưởng, người đừng quên ta đấy, chúng ta chờ xem. Nghe đến đó, Nguyễn Vô Tiện liền biết, câu chờ xem này nhất định sẽ khiến hiểu tinh trần trả cái giá cực kỳ đau đớn thê thảm. Chỉ mới qua một năm, xích phong tôn nhiếp minh quyết đã tẩu hỏa nhập ma có lẽ là hắn tu luyện nhanh hơn hẳn các đời gia chủ của thanh hà nhiếp thì nên cái chết cũng đến với hắn nhanh hơn họ khó đối phó nhất là người không có mặt lan năng kim thị lại động đậy trỗi dậy ý đồ xấu kia kim quang thiện nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đưa tiết dương ra khỏi ngục tiếp tục phục hồi nửa kia của âm hộ phù nhưng những chuyện như vậy dẫu sao cũng không vẻ vang muốn dẫn hung thủ diệt cả nhà người ta ra khỏi đại lao không có lý do chính đáng vậy thì không được thế là bọn họ đưa mắt chuyển sang người thường bình đe dọa dụ dỗ quấy nhiễu không thôi hồi lâu sau cuối cùng lan lăng kim thị cũng thành công khiến thường bình lật lòng phủ định tất cả câu từ oan uổng trước đây thốt ra tuyên bố chuyện thường ra bị diệt môn không hề liên quan tới tiết dương hiểu tinh trần đến nhà dò hỏi thường mình bất đắc dĩ nói với hắn ngoại trừ như vậy ta còn có thể làm gì đây không nhịn xuống nhà chúng tôi sẽ không còn đường sống ta tạ đạo trưởng nhưng xin người đừng giúp ta nữa bây giờ người giúp ta chính là đang hại ta cứ như vậy khúc ca thả hổ về rừng đã hát xong ngụy vô Tiền ngậm miệng không nói nếu chuyện này xảy ra trên người hắn mặc cho la lăng kim thị là thế gia đứng đầu một tay che trời thế nào dù là ai hứa hẹn với hắn tiền đồ như gấm, vinh hoa trói loại ra sao, hắn cũng tuyệt không hé miệng một câu. Trái lại, hắn muốn đích thân vào địa lao giữa đêm, bắt sống tiết dương thành một đống nát thịt, rồi lại triệu hồi băm thêm lần nữa. Mãi đến tận khi hắn hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này mới thôi. Nhưng không phải ai cũng đều có cái tính thà rằng đồng quy vô tận kiểu như hắn. Thường ra vẫn còn vài người sống sót. Thường mình cũng còn trẻ, không vợ không con, vừa bước lên con đường tu tiên. Bất kể là lấy tính mạng của người nhà may mắn còn sống sót của hắn ra uy hiếp, hay là lấy tiền đồ và tu vi của hắn ra đe dọa, hắn đều phải cố gắng suy tính. Dù sao, hắn cũng chẳng phải bản thân thường mình, không cách nào căm phẫn thay hắn, càng không cách nào lo lắng sợ hãi, chịu đựng những điều dày vò thế này hay hắn được mà sau khi tiết dương được thả ra, quả nhiên hắn lại bày kế trả thù. Trong các lần này, thù hắn trả không hề dính lên trên người Hiểu Tinh Trần. Hiểu Tinh Trần xuống núi một mình, không thân nhân, chỉ có một người bạn tốt kết giao sau khi xuống núi gọi là Tống Lam. Lúc đó vị Tống Lam này cũng là một danh sĩ đạo môn, tính tình rõ ràng kiêu ngạo, hướng gió đánh giá cũng tốt. Hai người đều muốn tự lập môn phái, khinh truyền thừa huyết thống lại cùng chung chí hướng, có thể nói là bạn chi giao, chí thú hợp nhau. Tiết Dương lên chọn y mà ra tay, Giở lại cho cũ cả một đạo quân từ bé đến lớn của Tống Lam đều giết sạch, đồng thời vụng trộm ám toán làm mù hai mắt Tống Lam. Diệt môn, diệt ra kinh nghiệm, lần này hắn làm vô cùng gọn gàng, không để lại bất cứ manh mối nào. Tuy ai cũng biết là do hắn làm ra, nhưng biết thì sao chứ? không có chứng cứ. Hơn nữa, Kim Quang Thiện hết sức bao che. Xích phong tôn mạnh mẽ, uy phong cũng đã qua đời. Rốt cục không một ai có cách bắt hắn. Nghe đến đó, Ngụy Vô Tiền có hơi khó hiểu trong lòng. Tuy nhìn Lam Vong Cơ lạnh nhạt, lại cực trọng lễ nghi. Nhưng với sự hiểu biết trong quá khứ của Ngụy Vô Tiền, cái việc ghét ác như thù của y không thể nào ít hơn vị đại ca nhiếp hoài tang kia được. Đến tận hôm nay, quan hệ giữa Kim Quang Giao và Lam Hy Thần đã rất thân mật. Lam Vong cờ vẫn không hề hòa nhã với Lam Lăng Kim Thể, cũng chưa bao giờ tham gia hội thanh đàm nhà hắn mời. Nếu lúc đó xảy ra chuyện như vậy, nhất định đã lưu truyền đến mức xôn xao, chắc chắn Lam Vong cờ sẽ không ngồi yên, không để ý đến. Sao y không đi trừng trị cái tiên tiết dương này? Câu hỏi sắp ra khỏi miệng, chợt nhớ tới những vết giới tiên trên người Lam Vong Cơ kia một roi dứa tiên quật vào người đã muốn mất mạng rồi hình như là vòng cờ đã phạm vào sai lầm gì lớn lắm nên mới chịu nhiều roi như thế nhất định có đến mấy năm sẽ bị cấm túc không cho ra ngoài e rằng mấy năm xảy ra chuyện kia chính là thời gian y đang bị trừng phạt thảo nào y nói là có nghe thấy nếu sau khi kết thúc chịu phạt mới ra khỏi cô tô đương nhiên chỉ có thể nghe thấy không tham dự cùng lòng ngụy vô tiện chẳng biết tại sao lại rất để ý những vết thương kia nhưng lại không thể mở miệng hỏi thẳng tạm thời dàn xuống vậy vị đạo trưởng hiểu tinh trần này sau đó ra sao lúc trước hiểu tinh trần xa thầy rời núi phát lời thề không quay trở về hắn rất trọng lời hứa nhưng hai mắt tống lam đã mù lại bị trọng thương hắn liền phá lời thề của mình cõng tống lam trở về chỗ bão sơn tán nhân cầu sư tôn cứu chữa cho bạn Bảo Sơn Tán Nhân nè tinh thay cho Đồng ý là thành công của hắn Hiểu tinh trần lên xuống núi bỏ đi Biệt tích từ đó Một năm trôi qua Tống Lam cũng xuống khỏi núi Người đời kinh ngạc Đôi mắt mù hoàn toàn lúc trước Vậy mà đó lại trông thấy ánh sáng Nhưng sự thật cũng không phải y thuật Của Bảo Sơn Tán Nhân xuất thần nhập hóa Mà là hiểu tinh trần tự móc hai mắt của mình Trả lại cho Tống Lam Bị hắn làm liên lụy Tống Lam vốn muốn trả thù Tiết Dương, mà lúc này thế lực tiên môn thế gia đã thay máu. Kim Quang Thiện tạ thế, Kim Quang Giao tiếp trưởng lăn lăng kim thể, được đưa lên vị trí tiên đốc. Hắn muốn tỏ ra người mới tác phong mới, vừa lên đã là thanh lý Tiết Dương. Việc phục hồi âm phổ phù như cũ cũng không hề nhắc lại. Đống làm truy theo tung tích bạn tốt ngày xưa mẹ đi. Lúc đầu còn có thể nghe nói hắn đi nơi nào. Sau đó lại không chút tin tức. Đời trước Lan Lăng Kim Thị lòi ra bê bối kiểu này. Vì để cứu vãn danh vọng, Kim Quang Giao đương nhiên sẽ nghĩ đến tất cả biện pháp cực kỳ để che lấp đi. Vì thế, không cho các nhà khác nhắc lại chuyện này. Thêm vào lịch dương thường lại bị là một gia tộc nhỏ tiếng tăm không nhiều, thế là dần già phủ bụi. Ngụy Vũ Tiện thở ra một hơi, sinh ra một nỗi thương xót tiếc hận. Bởi vì một chuyện vốn không liên quan tới mình, dựa vào kết quả như vậy, thật sự là nếu hiểu tinh trần sinh ra sớm hơn mấy năm hoặc là ta chết muộn vài năm chuyện sẽ không thành thế này rồi nếu ta còn sống chuyện như vậy sao có thể bỏ mặc cái đám người kia sao không kết giao với hắn chứ tiếp theo lại không biết nên khóc hay cười âm thầm tự diếu ta quản ta quản thế nào được nếu lúc đó ta còn sống nói không chừng án diệt môn lịch dương thường sẽ bị đùn sang đổi thành là ta làm mất Vị đạo trưởng hiểu tinh trần này dọc đường thấy ta. Ta sắp lại bắt chuyện, lôi kéo làm quen, mời hắn uống rượu. Không chừng hắn còn dùng phất trần quất tầm một trận. Ha <laughs> ha. Bọn họ đã đi qua thường trạch, tới một khu nghĩa địa cách đó không xa. Ngụy vô tiện nhìn thấy chữ thường, màu đỏ sậm trên cổng trào, hỏi. Thường bình sau đó vì sao lại chết? Là ai đem mấy người may mắn còn sống nhà hắn ra lăng trì vay? Lam Vong Cơ còn chưa trả lời ngay vào lúc này trong hoàng hôn xanh nhạt tiếng đập cửa ầm ầm vang vọng tới tiếng động này cực kỳ giống đập cửa nhưng lại không phải đang đập cửa dùng sức mạnh rất mạnh rất gấp gáp liên tục trong chốc lát bức bi như cách chỏi bởi một thứ gì đó lịch dương thường bị hơn năm người nhân khẩu giờ này bọn họ đang nằm trong quan tài đập nắp quan tài từ bên trong nhưng cái đêm bị dọa chết tươi đó điên cuồng đập cửa nhưng vĩnh viễn cũng không chờ được người đến mở cửa. Đấy chính là lời mà tên hỏa kế quán rượu nói, tiếng đập hòm ở nghĩa địa thường ra. Hỏa kế đã nói, quấy phá có từ hồi 10 năm trước, bây giờ rất ít nghe thấy tiếng hòm đập. Sao bọn họ vừa đến, liền đúng lúc này nghe được tiếng đập hòm kia chứ? Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ không hẹn mà cùng thu khi tức lại, lặng yên, không tiếng động tới gần sau đó dựa vào cây trụ nơi cổng trào. Bọn họ đều nhìn thấy, dưới nghe địa, ở bên trong một vùng bia mồ, có một cái hố. Hố này đào cực sâu, bên hố chất đầy bùn đất, lại vừa đào lên. Trong hố chuyển ra tiếng vang nhẹ nhàng. Có người quật mộ. Hai người lặng lặng nín thở tập trung, chờ người bên trong hố tự đi ra. Chưa tới nửa nén hương, trong phần mộ bị đào kia, có hai người nhẹ nhàng nhảy lên may mà nhắn được cuộc ngụy vô tiện và lam mông cơ đủ tốt mới nhìn ra đây là hai người bởi vì hai người như trẻ sinh đôi dính liền vậy người này cóng người kia suýt sao nối chặt nhau cùng một thân áo đen rất khó phân rõ người nhảy lên đứng quay lưng về phía bọn kia tay dài chân dài mà người gã cóng thì đầu vào tứ chi lại rủ xuống không có sức sống cũng đúng nếu như đào từ trong mộ ra vậy đương nhiên sẽ là kẻ đã chết rồi. Không sức sống mới là bình thường đấy. Đang nghĩ như thế, tên đỏ mộ kia đột nhiên quay đầu, trông thấy bọn họ. Khuôn mặt người này bị một luồng xương đen dày đặc phủ kín, khiến người khác hoàn toàn không thấy rõ ngũ quan và diện mạo gã. Trong lòng ngụy Vô Tiện biết gã đương nhiên đã dùng pháp thuật quỷ dị nào đó để che chắn khuôn mặt rồi. Làm vòng cơ rút tị trần ra, lướt vào nghĩa trang, giao thủ với gã kẻ đào mộ phản ứng cực nhanh thấy kiếm khí lam sắc của tị trần kéo tới cũng nắm lấy kiếm triệu ra một đường kiếm nhưng ánh kiếm này lại hệt như mặt gã bị xương đen cuồn cuộn quấn quanh không thấy rõ rốt cục là màu gì khi thế ra sao tên đào mộ kia lưng cõng một cái xác tư thế đánh quái gì hai đường kiếm chạm nhau vài lần làm vòng cơ triệu hồi tị trần nắm trong tay trên mặt cấp tốc phủ một lớp xương lạnh ngụy vô tiện biết tại sao mặt y lại bỗng nhiên lạnh lẽo bởi vì trận ban nãy đến ngay cả người ngoài là hắn cũng có thể thấy rõ ràng kẻ đạo mộ này hết sức quen thuộc kiếm pháp của lam vong cơ lam vong cơ không nói lời nào tị trần đâm tới càng nặng kiếm y như bài sơn đảo hải tên đảo mộ kia liên tục lui về sau dường như gã biết mình không phải đối thủ của lam vong cơ còn tiếp tục giao thủ nhất định sẽ bị bắt sống đột nhiên lấy một tấm phụ triện màu lam đậm từ bên hông ra. Truyền tống phù. Loại phụ truyện này có thể truyền tống đưa người ra ngoài ngàn dặm trong khoảnh khắc, nhưng đồng thời cũng sẽ hao tổn một lượng linh lực lớn. Người sử dụng phải hao phí một khoảng thời gian rất dài mới có thể khôi phục lại nguyên khí. Linh lực không cường thịnh, không có tư cách dùng. Vì lẽ đó, nên tuy nó là chân phẩm tốt nhất, nhưng rất ít người sử dụng. Ngụy vua tiền thấy gã muốn bỏ chạy, vội vỗ tay hai cái, quỳ một gối xuống đất, nện lên đất một đấm. Lực đạo của cú đấm này xuyên qua lớp bùn đất, thông thẳng đến nơi sâu thẳm trong đất, trong thùng nắp hòm dài cộp, kích thích người chết bị nhốt trong đó gần như điên cuồng, khạc khạc kêu vang, bốn cánh tay đẫm máu vụt lên khỏi mặt đất, đột nhiên nắm lấy hai chân kẻ đào mộ nọ. Kẻ đào mộ không hề đẻ bụng, linh lực rót vào chân, chân bay bốn cánh tay xác, Nguyên vô tiền rút sáo trúc ra, giai điệu trói tai thê lương như xe rách màn đêm buông xuống. Hai cái đầu từ trong mộ chui lên, toàn bộ cơ thể cũng theo đó rời đất, xuôi theo chân kẻ đào mộ mà bò lên trên, quấn quanh người gã như rắn, há miệng cắn vào cổ, vào tay gã. Kẻ đào mộ khinh thường hừ một tiếng, dường như đang nói tải mọt, linh lực đi khắp toàn thân. Xong lần này, sau khi gã chấn bay, mới giật mình nhận ra bị mắc lửa gã cũng chấn bay luôn cái xác đang cõng trên lưng ngụy vô tiện đập bia cười lớn làm vòng cơ thì lại một tay tiếp nhận cái xác mềm mọt kia một tay chỉ thẳng tị trần đâm tới tên ở mộ nọ thấy thứ đồ gã mới vừa đào ra khỏi mộ đã bị người ta đoạt mất đơn đả độc đấu không lại làm vong cơ đã vậy lại còn một người khác đang dở trò xấu không dám mở lâu ném truyền tướng phù xuống đất sau khi nổ vang một tiếng lửa xanh cuồn cuộn ngút trời thân hình gã biến mất trong ngọn lửa ấy. Ngụy Vô Tiện đã sớm biết, trong tay kẻ đào mộ nọ có giữ truyền tống phù. Dù có bắt được gã, gã cũng có thể tìm cơ hội chạy trốn. Giữ lại cái xác gã đảo lên này cũng như là giữ lại được manh mối, không cảm thấy tiếc, bèn nói với cả Lam Vong Cơ. Coi thử người bị gã đảo lên là ai? Vừa nhìn vào, hắn đang hơi kinh hãi. Đầu thi thể đã bị vỡ nát, mà nơi bị vỡ không hề lộ ra máu thịt hay não gì mà lại là một nhúm bông đã hơi biến màu màu đen. Ngụy vô tiện kéo một cái đứt đầu thi thể, sách đầu người được làm hết sức tinh xảo kia lên nói. Này rốt cục là chuyện gì đây? Nghĩa điện thường ra, chôn bông với cả vài rách thế làm gì? Làm vòng cờ vừa mới tiếp nhận thi thể này, áng chừng trọng lượng của nó, biết có điều lạ ý nói. Cũng không hẳn là giả hoàn toàn đâu. Ngụy vô Tiện sò mò toàn bộ cái xác phát điện tứ chi của nó để mềm oặt, chỉ có lồng ngực và bụng có cảm giác chân thực rắn chắc. xé quần áo nhìn vào, quả nhiên thân người là hàng thật, các vị trí còn lại tất cả đều là giả. sợi bông chế thành đầu với tay chân là để đánh lừa cái thân này, để nó tưởng bản thân vẫn còn đang sinh trưởng bên trong cơ thể. nhìn màu da vai trái, nơi bẻ mặt đoạn đứt kia, nhất định đây chính là thân thể của huynh đệ tốt mà bọn họ đang tìm tên đào mộ ban nãy kia vậy mà đến để đào nó à ngụy Vô tiền đứng dậy nói xem ra kẻ chôn xác đã chú ý tới việc chúng ta đang điều tra chuyện này lựa không đúng ngày vừa khéo lúc chuyển thân đi lại đụng phải chúng ta nhưng cái kẻ đào mộ mặt xương kia sao lại quen thuộc kiếm pháp của cô tô lan thị như thế nhỉ hiển nhiên làm vòng cờ cũng đang suy tư chuyện này lớp xương lạnh trên mặt vẫn chưa hề rút lui ngụy Vô tiện nói cả mặt lẫn kiếm gã đèo thi pháp thi pháp lên mặt thì cũng có thể hiểu nhưng nếu là tán hộ đi khắp nơi tu hành hoặc tu sĩ không tiếng tâm không ai lại thi pháp che giấu lên trên kiếm cả trừ khi kiếm của gã có chút tiếng tâm trong tu chân giới hoặc là cực có danh tiếng đến độ ai cũng nhận ra ánh kiếm của gã để lộ ra thì sẽ lòi vì vậy nên không thể che giấu hơn nữa kẻ này tôi biết rất cao cao đến độ có thể gắng gượng sử dụng một tấm truyền tống phủ. Ngụy Vô Tiện dò hỏi, Hàm Quang Quân, bà nãy người giao thủ với gã, người có cảm thấy gã là người mà người rất quen thuộc không? Chẳng hạn như Lam Mi Thần hoặc là Lam Khải Nhân. Lam Vong Cơ biết hắn nói tới ai, khẳng định, không phải. Đối với cả đáp án của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện rất tin tưởng. Hắn cho rằng Lam Vong Cơ không phải loại người sẽ lấp liếm sự thật hoặc không dám đối mặt với sự thật. Nếu y không nói, không phải, vậy thì nhất định không phải. Lam Vong Cơ, người này cũng không thích nói dối. Bắt y nói dối, y thà rằng không nói lời nào. Vì lẽ đó nên ngụy Vô Tiện lập tức loại bỏ khả năng kia là Lam Y Thần hoặc Lam Khải Nhân, bình luận. Thế thì chuyện này càng phức tạp hơn rồi. Thật ra nói cho cùng, chuyện này vốn không liên quan gì tới ngụy Vô Tiện. Đến bây giờ, hắn và lam vong cơ cùng thu thập cơ thể bị phân thây này tất nhiên cũng vì nguyên do loại bỏ vết ác chớ hoàn toàn hơn thế nữa là trước đó hắn nhận ân tình trai trở của lam vong cơ thuận tay giúp đỡ thoáng ngưng hắn nói có phức tạp cũng đừng tâm sự nặng nề như thế mà hàm quang quân nếu bọn chúng mới bắt đầu phái người đổi chỗ giấu xác thì cũng nói rõ đám người kia đã sốt ruột tiếp sau đó nhất định còn hành động khác nữa có như chúng ta không tìm bọn chúng, bọn chúng cũng sẽ tìm tới chúng ta thôi. Tìm tới tìm lui, sớm muộn sẽ để lộ sơ hở. Huống hồ tay huynh đệ tốt sẽ chỉ rõ phương hướng cho chúng ta. Cơ mà e là chúng ta phải hành động mau mau một chút. Lần này trùng hợp đuổi kịp giật lại, lần sau nhất định phải tìm phần cơ thể còn lại trước khi bọn chúng mới được. Chỉ còn thiếu một cánh tay phải và một cái đầu, liền biết được chân tướng thôi. Bỏ thân của huynh đệ tốt, và một cái túi cản khôn có hai tầng phong ác khác thu xếp đầu vào đó rồi hai người cứ như ban nãy chẳng có gì xảy ra nhàn nhã quay lại con đường quán rượu hỏa kế kia quả nhân giữ lời trên con đường trừ quán rượu này ra thì bảy tám phần mười đều đóng cửa rồi cờ hiệu nhà họ vẫn còn cắm đèn cũng vẫn sáng hỏa kế bưng bát to ở cửa lùa cơm thấy bọn họ liền vui vẻ nói về rồi sao sao nào Quá chúng tôi giữ lại chứ? Hai vị có trông thấy thứ gì không? Ngụy Vô Tiện cười đáp lại vài câu, cùng làm Vong Cơ ngồi trở lại chỗ đã ngồi ban nãy. Dưới chân bàn hắn chất đầy vỏ rìu. cuối cùng cũng coi như rảnh rỗi tiếp tục câu chuyện bị cắt đứt ban nãy, nói: "Đúng rồi, nãy chúng ta nói đến đâu nhỉ? Bị cái tên đảo mộ kia thình lình nhảy ra cắt ngang mất, ta còn chưa biết thường bình chết thế nào." La Phong Cơ liền tiếp tục dùng từ ngữ cực kỳ ngắn gọn bình dị nói với hắn. Đám người Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần, Tống Lam lần lượt rời đi. Mất tích có, chết đi cũng có. Việc này chưa qua được vài năm. Và một đêm ngày nào đó, Thường Bình và người anh em còn lại của hắn trong một đêm tất cả đều chết bởi lăng trì. Hơn nữa, đôi mắt của Thường Bình đã bị móc mất. Lần này hung thủ là ai? Không người nào tra ra được dù sao toàn bộ người trong cuộc đã mang danh ẩn tích thế nhưng có một việc có thể xác định thanh kiếm lăng trì bọn họ kia quan nghiệm chứng vết thương chính là xương hoa bội kiếm của hiểu tinh trần một ngụm rượu dừng ở bên môi ngụy vô tiền vì việc này lại tiếp tục ngạc nhiên bị bội kiếm của hiểu tinh trần lăng trì vậy người ra tay có phải hắn không là vòng cờ nói không tìm được người này chưa thể kết luận Ngụy Vô Tiện, không tìm được người, vậy đã từng thử chiêu hồn chưa? Lai Vong Cơ nói, từng thử, không có kết quả. Không có kết quả, vậy thì hoặc không chết, hoặc là đã hồn tán thân tiêu. Thật nghiệp, có chuyên công. Ngụy Vô Tiện nhất định phải phát biểu ý kiến về việc này. Chiêu hồn vốn như thế, không thể nói tuyệt đối nắm chắc được. Thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Thỉnh thoảng cũng sẽ có sai sót. Ta đoán rất nhiều người cho rằng là hiểu tinh trần trả thù phải không? Hàm Quang Quân, ngươi thì sao? Ngươi cảm thấy thế không? Là vòng cờ chậm đã lắc đầu, không biết toàn bộ, không bình luận. Ngươi nghĩ sao? Lăng trì là một loại hình chính bản thân nó đã mang ý trừng phạt, mà móc mắt rất khó không khiến người ta liên tưởng đến hai mắt của hiểu tinh trần. Ngụy vô tiền ngẫm nghĩ chốc lát. Suy tư tìm một ước chút rồi nói. Ta cho rằng, từ lúc bắt đầu Hiểu Tinh Trần cũng không phải là muốn thường bình cảm tạ mới đứng ra nhúng tay vào chuyện này. Ta... Hắn còn chưa nghĩ ra, cuối cùng thì ta thế nào? Tên hỏa kế kia đã rất ân cần mang hai đĩa độ phộng ra. ngụy vô tiện bị chặn ngang, vừa khéo khỏi phải nói tiếp. Hắn dương mắt nhìn Lam Cơ, cười nói. Hàm Quang Quân, sao ngươi lại nhìn ta kiểu đó. Ta thế nào chứ? Ta cũng không biết toàn cảnh, cũng không có bình luận gì. Người nào rất đúng. Trước khi rõ tin tức, ngọn nguồn bên trong, ai cũng không thể đánh giá rằng bảy, Ta chỉ cần 5 vỏ, người lại mua cho ta thêm 5 vỏ nữa. Một mình ta uống sợ không hết. Sao? Uống với ta không? Nơi này không phải vân thầm bất trí xứ, không phải cấm chơ. Hắn vốn chuẩn bị nghe một câu từ chối. Ai rẻ lại mong cơ lại nói. Uống! ngụy vô tiện tặc lưới hàm quang quân người đúng là thay đổi thật rồi hồi trước ta uống một vò nhỏ trước mặt ngươi người giữ muốn chết đẻ còn muốn quẳng ta ra khỏi tường nước kia giờ ngươi lại còn giấu thiên tử tiếu trong phòng lén nút uống làm vong cơ chỉnh sơ vạt áo nhạt tiếng nói thiên tử tiếu ta một vò cũng không đồng ngụy vô tiện nói không uống vậy ngươi giấu làm gì giữa đó đưa ta hả rồi rồi không đụng thì không đụng tìm người đó được chưa? Ta không nhắc tới nữa. Lại đây, ta nhất định phải coi thử. Con cháu cô Tô Lam thì một giọt rượu cũng không uống. Đến tuột cùng, mấy chén thì say nào? Hẳn rót một chén Lam Mông Cơ. Lam Mông Cơ không chút nghi ngờ, nhận lấy chút xuống. Ngụy Vô Tiền hưng phấn khó hiểu, nhìn y năm đắm, nhìn coi mặt y khi nào thì đỏ. Ai mà ngờ, nhìn chăm chú hồi lâu, sắc mặt và biểu cảm của Lam Mông Cơ không mảy may thay đổi. Đôi mắt nhạt màu rất bình tĩnh nhìn hắn chằm chằm, hoàn toàn không thay đổi. Ngụy Vô Tiền cảm thấy thất vọng, đang định xú y uống thêm vỏ nữa. Tự dừng, La Vong Cơ nhíu nhíu mày, bóp nhẹ mi tâm, một tay chống chán, nhắm hai mắt lại. Ngủ, ngủ rồi sao? Sau khi uống nhiều rượu như thế, người bình thường đầu tiên là say, sau đó sẽ ngủ. Sao La Vong Cơ lại có thể nhảy qua bước say mà đi thẳng tới ngủ chứ? Cái hắn muốn coi là đoạn say kia mà. Ngụy Vô Tiền cô cô tay trước mặt làm vong cơ, rồi vỗ tay sát bên tai y. Người mà lúc ngủ cũng là một vẻ nghiêm túc chính trực, không ư hử gì. Vậy mà một chén đã ngã. Ngụy Vô Tiền không ngờ lại xảy ra tình huống thế này. Vỗ vỗ chân, suy từ chốc lát, khoác tay phải Lam vong cơ, lên cỏ hắn, lôi lôi kéo kéo mang y ra khỏi quán rượu nhỏ. Hắn cực kỳ thành thạo, mò lấy đồ từ trong thẻ Lam Vong Cơ ra, tìm một nhà trọ thuê hai gian phòng. Đưa Lam Vong Cơ vào một gian phòng, cởi dây, rồi đắp chăn lên, nhân lúc đêm đen ra khỏi cửa, đi tới một vùng đồng không mông quạnh, rút sáu trúc bên hông ra, đặt bên môi, thổi một điệu ngắn, lặng lặng chờ đợi. Mấy hôm nay, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ngày ngày đi cùng, không có thời gian ở một mình, hắn cũng chẳng cách nào triệu hoán ôn Ninh. Ngoài việc trước đây nửa che nửa đại thân phận, còn có những chuyện nguyên do khác nữa trên tay ôn ninh có mạng người của cô tô lam thì cho dù lam vong cơ đối xử với mình rất tốt nhưng ngụy vô tiện cũng không thể cứ như vậy mà triệu ôn ninh ra ngay trước mặt y hoặc nên nói chính là bởi vì lam vong cơ đối xử với hắn rất tốt nên ngụy vô tiện mới không có mặt mũi nào triệu hoán ôn ninh ngay trước mặt y ra mặt hắn có dày cũng không phải dày ở chuyện như này hắn không làm được chuyện như thế hồi thần lại bên tai đã chuyển đến tiếng loảng xảo quen thuộc bóng dáng ôn ninh cúi đầu hiện lên dưới bóng tối trước phía trước Càng người hắn ta đen thổi tan vào trong bóng đêm chỉ có đôi con ngươi kia trắng đến trói mắt trắng đến dứt tợn ngụy vô tiện chắp tay chậm chậm đi quanh hắn một vòng ôn ninh nhúc nhích dường như muốn xoay quanh theo bước tiến của hắn ngụy vô tiện nói đứng yên hắn ta liền thành thật đứng yên dương mặt thanh tú dường như càng u buồn hơn Ngụy Vô Tiện nói, tay. Ôn Ninh đưa cánh tay phải ra. Ngụy Vô Tiện nắm cổ tay hắn nhân lên, cẩn thận xem xét vòng sắt và xích sắt khóa trên cổ tay của hắn. Đây cũng chẳng phải là xích sắt bình thường. Khi Ôn Ninh bắt đầu điên cuồng hết sức nóng này, có thể tay không nhào sắt thép thành bùn nhão, tuyệt đối sẽ không có thể để mặc nó trên người. Chỉ sợ là vì đặc biệt cầm cố Ôn Ninh nên mới chế tạo một bộ xích sắt cho nó tỏa cốt dương hôi. Nghiền nát xương cốt thành cho bụi. Ngay cả âm hổ phù khiếm khuyết cũng muốn phí hết tâm sức để phục hồi như cũ. Một số thế gia đương nhiên cũng nhỏ rãi ba thước thèm thuồng quỷ tướng quân. Sao lại cam lòng tỏa cốt dương hôi? Lúc này, Nguyễn Bộ Tiện mới biết đây chỉ là một lời nói dối. Một cơn tráng váng dâng lên, cười khẩy một tiếng. Không biết là buồn hay là giận. Hận là hận lúc trước không biết chuyện này là một âm mưu buồn là buồn dù có biết trước nó là âm mưu kết quả cũng sẽ không có bất cứ thay đổi gì sau khi cơn trắng nhẹ qua đi ngụy vô tiền đứng bên cạnh ôn ninh ngẫm nghĩ chốc lát đưa tay chậm rãi ấn ấn lên trên tóc của hắn ta người khóa ôn ninh lại tất nhiên không để hắn ta tự suy nghĩ muốn hắn ta nghe theo mệnh lệnh người ngoài sẽ phải phá hủy thần trí của ôn ninh nhất định sẽ hạ thứ gì đó vào đầu của hắn ta. Quả nhiên, ấn ba lần, ngay trên một huyệt vị nào đó bên não phải của hắn ta, Ngụy Vô Tiền ấn trúng một điểm nhỏ, cứng cứng. Hắn nâng tay còn lại, đặt lên chỗ não trái đối xứng, cũng có một vật cứng cứng nhỏ, giống hệt, dường như là thứ gì đó tựa tựa cây châm. Ngụy Vô Tiền cùng nắm hai đầu châm, chậm chậm ra tay, từ bên trong đầu ôn ninh, rút ra hai cái đinh dài màu đen hai cái đinh màu đen này dài chừng một tấc độ lớn như dây đỏ buộc ngọc bội vẩy chôn sâu bên trong đầu ôn ninh trong một thoáng khi cái đinh ra khỏi đầu ngũ quan của ôn ninh hơi rung đầu có thứ gì đó na ná tơ máu màu đen bò lên trên tròng mắt của hắn dường như đang cực lực nhịn đau rõ ràng là kẻ đã chết nhưng cũng có thể cảm nhận được sự đau đớn này trên hai cây đinh kia có các hoa văn tỉ mỉ phức tạp lai lịch nhất định bất phạm người chế tạo nó xem ra có chút bản lĩnh nếu muốn ôn ninh khôi phục còn phải chờ thêm một quãng thời gian nữa ngụy vô tiện cất nó đi cúi đầu nhìn xích sắt trên cổ tay mắt cá chân của ôn ninh thầm nghĩ cứ để trên người kéo đi làng soạn thế này cũng chẳng phải cách phải tìm danh kiếm tiên môn rồi chặt đứt chúng nó thôi hắn nghĩ đến đương nhiên là tị trần của làm vong cơ rồi tuy nói kiếm của người nhà họ lam đi chém xiềng xích giúp ôn ninh có hơi không ổn nhưng có điều đều hắn nhất định phải hỏi ôn ninh rõ ràng không thể để hắn ta cứ kéo theo một đống phiền phức trên người như thế này được lỡ đầu bị vây chặt ít nhất phải có thể toàn thân trở ra ngụy vô tiền thầm nghĩ như vậy đi giờ mình về nhà trọ trước nếu như lam chạm tỉnh thì không mượn nếu như lam chạm còn ngủ mình sẽ mượn tị trần dùng một lát quyết định xong hắn liền xoay người ai ngờ quay lưng lại là vòng cờ đã đứng phía sau hắn rồi